Yeah. How are you? Good, very good. Yeah. I'm good as well. So where are you from, my friend? I'm from Spain. Spain, yeah. Yeah. Which city do you live in Spain? I live in Badajoz, in the south of Spain. Ah, it's nearby Managa and... Yeah, near Sevilla. Ah, Sevilla. Sevilla, see. Yeah. So how long have you been here in Vietnam? I've been here for 3 weeks already. Yeah. Yeah. I've been traveling from the south to the north. Ah, nice. Yeah, tomorrow is my last day. Uh-huh. So where have you been in Vietnam? I've been in Ho Chi Minh. Ho Chi Minh City? Yeah. Nha Trang. Yeah. Hoi An. Yeah. Hue. Yeah. Tham Quoc. Yeah. Hanoi, Sapa, and Halong Bay. Yeah. What is your favorite city in Vietnam? In Vietnam, I really like Hoi An. Hoi An, why? Hoi An on the Marble Mountains. That's why, yeah. So when you travel like this, what do you think about the benefit of traveling? The benefit? Yeah. Well, it's interesting because you meet new people, new cultures, and the Vietnamese people are very welcoming, very friendly. Yeah. So, yeah, I had a really good time here. Nice, yeah. Cảm ơn chị và các bạn quay lại với kênh Tiếng Anh Global. Thì vừa rồi là một cái đoạn video ngắn tôi nói tiếng Anh với cả một người Tây Ban Nha đấy. Thì trong quá trình ngày xưa thì chưa học tiếng Tây Ban Nha thì tôi cũng dùng tiếng Anh suốt mà. Và cũng gặp cái số lượng người Tây Ban Nha rất là nhiều đấy. Thì là không phải chủ đề là người Tây Ban Nha người ta có nói giỏi tiếng Anh không, nói ngoan tiếng Anh không, nói trôi chảy không. Thì thực ra thì trong quá trình đi học thì tôi cũng gặp thỉnh thoảng gặp những người già ấy. Người già Tây Ban Nha thì họ không nói tiếng Anh mà có thể nói được rất là ít. Đấy, có những trường hợp như vậy. Nhưng mà cái thế hệ mới, cái giới trẻ ấy, gần như là họ có thể sử dụng được trôi chảy lưu loát, mà có thể giao tiếp và trao đổi thông tin một cách bình thường. Đấy. Thế thì là người Tây Ban Nha thì chắc là họ chỉ thua không ngoan tiếng Anh bằng cỡ bên Bắc Âu, kiểu như là Na Uy, Đan Mạch, Thụy Điển, hay là Phần Lan, hay là bên bên châu Âu thì có Đức với Hà Lan. Đấy, mấy cái nước đấy thì họ nói tiếng Anh rất là ngon. Đấy. Đấy thì còn hệ bên dưới thì là Ba Lan, rồi là Séc, rồi là mấy cái nước tiệp khắc ấy, rồi là Croatia, rồi là mấy cái nước Nam Tư cũ nữa. Đấy. Thì là Tây Ban Nha thì tất nhiên là họ sẽ không ngoan tiếng Anh bằng Đức, Hà Lan, rồi mấy nước Bắc Âu, nhưng về cơ bản có thể là trao đổi giao tiếp bình thường. Đấy. Thì thỉnh thoảng gặp người già thì họ không nói ngon thôi, chứ còn giới trẻ và thế hệ mới thì gần như là họ được học ở trường, ở lớp và họ được đi du lịch nhiều, họ có thể sử dụng một cách bình thường. À, còn một cái bên nước Pháp thì thỉnh thoảng gặp các bạn trẻ không nói tiếng Pháp là chuyện bình thường thôi. Đấy, nhưng còn Tây Ban Nha thì là tôi nghĩ là giới trẻ Tây Ban Nha thì họ sẽ sử dụng êm hơn bên Pháp về tiếng Anh. Đấy, đây chỉ là ý kiến cá nhân thôi chị nhá. Đấy, chúc anh chị học hành luôn hiệu quả và nhiều niềm vui. Đấy, anh chị có câu hỏi gì thì cứ đặt bên dưới nhá, chúng ta cùng thảo luận để chém gió.